ngờ thì mọi người ngồi đây chào đón em. Wow, chị, lần đầu tiên em là hoa hậu, em vui quá à. Chị, em là Gia Linh nha. Nãy giờ ai tới là cũng phải viết xuống hết rồi, 9:25. Bạn hãy thông báo các thành viên còn lại và tất cả 5 cô gái lúc 9:30 sáng. Và hãy nhớ rằng là cứ mỗi thành viên đến trễ, bạn sẽ bị nhận một hạt đậu từ chương trình. Còn 2 phút. Còn 2 phút. Đang đi quay mà. Nói chung là hôm nay là cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Tôi không biết là tôi sẽ như thế nào. Ở đây đây là mọi người. Cái kia tới trễ nhất nha, bị phạt nha. Vừa đi. Đúng rồi. Nhưng mà tới trễ nhưng mà còn vừa đi vừa quay nữa. Này đây nhá, hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn máy để quay cho mọi người rồi. Trời ơi, bao nhiêu người quay có cần đâu. Nắm lấy thế giới tôi đang nhìn kìa trong gian đặc. Là sẽ bị đầy đọa cái gì đó mà tôi không biết là đầy đọa cái gì luôn đấy. Có đem dao theo không? Có, em có. Yeah. Mà dao cắt thịt luôn hả? Dao đa năng. À, mọi người đã có ai có kinh nghiệm đi phượt chưa? Chưa. Riêng là mà nói đi phượt ấy, ai cũng nghĩ là Vicky có kinh nghiệm đi phượt. Đúng, nhưng không. Vì đây chưa ai phượt. Chưa. Trời ơi mọi người, em đau được quá, tại em tự hào quá. Nắm có người chả biết như vậy được, có một chương trình đi phượt. Em khó đi. Em đi rồi phải không? Em đi rồi. Giao trách nhiệm này. Không phải, em không phải là cái gì cũng biết tuốt gì đâu. Em đi ké không là. Nhưng mà vấn đề là em có sống sót trở về không? Nhưng mà vấn đề là em có sống sót trở về không? Vấn đề lớn nhất là như thế này nè, chúng ta chỉ có 500.000. Ta lấy đâu ra hải sản mà ăn? Ôi trời. Con đúng 500.000 thật. 5 người là chia ra là mỗi người 100. Mà 5 cái miệng ăn. Em xin tự giới thiệu, em là Gia Linh, năm nay em 22 tuổi, em chưa có người yêu. Cắt xíu đi mọi người. Chồng chương trình này là chương trình cô gái năng động chứ không phải chương trình chị phải bốn thôi nha mọi người. Dạ ok, lỗi chương trình này. Tỉnh rồi. Ủa, bất ngờ không? Không. Vicky có biết là sẽ có một hot boy đi cùng, nhưng mà tôi không biết là hot boy đi cùng để làm cái gì, bưng bê bốc bát hay là làm cái gì. Thật ra là Vinh sẽ có một cái vai trò cũng rất là hơi quan trọng một chút xíu trong cái hành trình của chúng mình. Nhưng mà em hỏi cái này quan trọng hơn là anh có tiền không? Thì em có 500 ngàn nè, không nuôi được anh đâu nha. Anh cũng không có. Nhưng mà Vinh thông báo hôm nay Kim Tuấn Kiệt sẽ là người đi cùng các bạn, là khách mời đặc biệt và danh dự của chương trình Chú Côn Hà Năng Động. Kim sẽ là người hỗ trợ, là trợ lý cho các cô gái. Ủa là mình phải chia 500 ngàn với Jin luôn hả? Jin cũng xin bổ sung thêm với tất cả mọi người, nghĩa là có một cái điều rất là đặc biệt từ chương trình. Đó là sau khi kết thúc chuyến đi phượt 3 ngày 2 đêm này, tất cả các nhóm chúng ta nếu mà được số kim cương nhiều hơn số hạt đậu thì cả 5 người sẽ nhận được một chuyến du lịch trị giá 20 triệu đồng cho 5 người. Có một cái điều này rất là đặc biệt nữa là các bạn biết gì không? Đó là trong 5 thành viên, bạn nào là người xuất sắc nhất trong hành trình sẽ được thưởng một chuyến du lịch riêng một mình trị giá 30 triệu đồng từ nhà tài trợ Traveloka. Cái này ngon nha mọi người. Sẽ cấp cho các bạn một vài các vật dụng cá nhân cho 3 ngày 2 đêm của chương trình này. Giao nộp lại những vật dụng tư trang của mình, bóp nè. Nhanh nào các bạn ơi. Nhẹ nhẹ nhàng thôi, mình toàn smartphone. Em để bớt nhưng mà em đem theo pizza nhé. Không. Bỏ vào đây luôn không được. Xác định lại đi ăn trực của chương trình rồi. Thật ra Lily biết sao không? Khi mà mình đến những cái nơi mà mình sẽ thử thách đó là không có ATM để rút đâu, nên giữ visa cũng vậy. Lấy tiền mã. Là không được. Thành phần luôn á. Em bỏ. Trời ơi. Các bạn thấy Gia Linh không? Có nhiều đâu. Đủ đi 3 ngày rồi. Vậy đó. Bây giờ nói cái cọc này là sẽ là của Gia Linh đẻ riêng ở đây. Rồi ok, sẽ niêm phong lại nha. Các chị em ơi,
thì trong có những cái khoảnh khắc em yếu lòng thì mới chị nhớ kéo em lên. Đấy là lúc nào em yếu lòng ấy còn hạt đậu. Hạt đậu đây số trời đã định. Anh ơi anh nhìn đi, trai nước này ai chúng ta đây là phải nhớ em rồi, bắt là ai chọn cái hình này luôn á. Gần nhau như cơ đồng chúng rể. Ừ, ok. Anh ghi nhận điều đó. Rồi, cảm ơn em. Rồi, giờ mình để đây nha. Ở đây có tất cả là 3 nhiệm vụ chính. Ngoài ra còn có các nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện trên xe sau yêu cầu của chương trình. 500 ngàn đến làng Thái Quốc Hải. Hãy mua cá để đạt số tiền là từ 500 ngàn tới 800 ngàn đồng. Ồ, bán cá hả? Là mình bán cho người ta hả? Trời ơi, sao mắc phải sắp nhiều đồ vậy trời? Tôi căng thẳng quá. Cứ bán thịt đó trời. Mọi người đi chung với một người chuyên đi chợ mà không ai hỏi thăm hết. Để Sơn Đông Mái Võ ấy nhá. Ôi mà ghi nó tiết kiệm giấy thôi. Đến lúc không có giấy mà ghi lại mất tiền mua giấy đấy. Rồi tới nơi nhận nhiệm vụ rồi. Bây giờ chúng ta đã đến trạm dừng chân Công Thành. Và đây là nhiệm vụ đầu tiên của các bạn. Năm cô gái, mỗi người sẽ mô tả một món đồ để cho Xin vào trạm dừng chân và mua lại món đồ đó. Mỗi người có 1 phút. Thì nếu như là Xin mua được 4 trên 5 món đồ đúng thì sẽ được một viên kim cương. Không được nói mà mình chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể thôi. Tức là mỗi người 10.000 phải không? Anh thôi em lại 50. Đây, đây là viên cầm rồi, ok. Thôi em 50. Rất là tiền rồi. Bây giờ mình đi xuống rồi, bây giờ cũng gửi nha. Vậy đi xuống trước xem như thế nào. Thế trả 50 nghìn. Ok, dưới 10.000 là tiền rồi à? Tính sát sao lấy tiền sau. Bây giờ phân ra ví dụ chai nước thì nước nè, không quét. Không quét, đúng rồi, không quét. Quét bao nhiêu lông? Thanh giấy. Rồi một món nữa đúng không? Không. Đắp xịt răng. Rồi, đúng rồi. Bắt đầu. Gì mà bóp cổ rồi dặn xía cổ gì thấy ghê vậy? Rồi anh hiểu rồi. Ok, rồi giờ đi vô mua nha. Ok. Đây có suối đây. Kêu mua chai nước suối đem ra lòng bia chắc xỉu. Thôi cho anh hỏi một chai nước suối mà là 10.000 đúng không em? Rồi lấy anh một chai. Rồi anh nhìn tiền. Nhưng mà không biết trong đó có bán bịch ni lông không nữa. Ủa là nè. Anh đem làm được cả nhà tin em. À, rồi, xin hiểu rồi, ok, anh hiểu rồi. Ok, rồi. Xuất sắc em ơi, xuất sắc. Wow, hiểu với nhau. Anh ấy bảo là anh biết rồi. Em ơi, cho anh hỏi cái bộ shop này mình có bán không? Thì bên mình bán bộ shop. Ấy 6 cái là được rồi. Ok. Hả? Thôi, phải mua chứ, mình tặng kỳ lắm. Không, nếu vậy thì nếu mà 6 cái thì là bao nhiêu tiền? Ok rồi, 1.000 cái ha. Thôi nếu mà được chẵn thì càng tốt, ví dụ như cho chẵn luôn được không? Không, ý là chẳng 5.000 á.
À hiểu. Con tự kem chống nắng quá à. À, cho anh hỏi khăn giấy mình bán ở đâu nha. Ồ nhờ nãy Jin tiết kiệm được 5.000 mua bao ni lông, thế là có được dư 5.000 để mua khăn giấy ướt, vừa đủ 15.000 đó, rất là hay thấy không. Chị diễn tả là nghề của chị. Ăn trước, chứ bây giờ mà xỉa là ông không biết là mua cái gì. Ông nhiều khi xỉa phông lông á. À, Nhật Hà nói là ăn xong, sau khi ăn xong là phải có gì đó ăn vô chén miệng để cho sạch răng. Thì Vinh nghĩ là ăn cái gì chén miệng cho sạch răng ta. Thường ăn mấy món khác nó vẫn sẽ dính răng nữa, nhưng mà có một cái món mà ăn vô chén miệng được, miệng sẽ thơm mà sạch răng. Vinh nghĩ đó là kẹo mút. Giờ mình kiếm kẹo mút nha. Đây, kẹo mút đây cả nhà. Đây, ta thấy rồi. Đây là bao nhiêu tiền một cây? 5.000 một cây. Thôi chị nghĩ là chắc mình mua một cây thôi cho cả nhà mút chung đi. Rồi lấy một cây cho cả nhà mút chung. Let's go. Ô, đội trưởng đã xuất hiện. Anh nghĩ là mua thuốc. À ok 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 ok. Mình, em ơi cho anh hỏi tiếp nha, làm phiền em nữa nha. À cho anh hỏi quật lửa mình bán ở đâu. À sát bên luôn, hay quá. Ok, cho mừng em. Bao nhiêu tiền một cái? Ok, wow, vẫn còn dư được mọi người ơi, mua quá trời luôn, vẫn còn dư được 10.000. Rồi cảm ơn em. Jin đã trở về đây các bạn ơi. Này nha, Jin báo với các bạn một tin vui nè. Sau khi mua những món đồ xong thì tiết kiệm cho mọi người được 10.000. Wow. 40.000 thôi, thấy không? Hay không? Hay không? Hay không? Đó. Đưa lại cho thủ quỹ. Nhưng quan trọng là món đồ có đúng hay không? Ba cái chồng ý này. Để đầu tiên nha, nãy đầu tiên là cách ly người đầu tiên đúng không? Lên bóp bóp dặn dặn là cái này đúng không? Rồi tiếp theo là thứ nhì là ai? Thứ nhì là Gia Linh. Gia Linh miêu tả là cái này đúng không? Cái này. Rồi tiếp theo là tới ai? Tới Nhung. Vicky. Vicky là miêu tả là bóc bóc ra chậm chậm đúng không? Là cái này đúng không? Khăn giấy. Nhưng mà khăn giấy khô. Bây giờ 4/5 là mọi người. Đây, trời, Jin là Jin tinh ý lắm. Đây, mua kẹo mút nè. Trời ơi. Anh ơi. Anh chát miệng thì dính răng thêm cho ai mà làm sạch răng. Rõ ràng hồi nãy là anh tả lại em nghèo mà răng em ra. Tôi gọi em khỉ răng như gì. Rồi. Em biết em cái gì nè. Không phải là con. Chị, em hiểu rồi, không phải là chị diễn tả không đúng mà do anh Vin á, ảnh không bao giờ anh xỉa răng. Cho nên là ảnh không có hình dung được là người ta cần cái tâm. 40.000 tiết kiệm được 4.000, tiết kiệm được 10.000 còn muốn gì nữa. Không được Vin kim cương. Kim cương. Em đố anh luôn quá. Thôi, đừng buồn nữa bây giờ. Ôi sao vậy? Các bạn đến đúng thời gian. Các bạn đừng quên đến chút cơm. Đây, nhiệm vụ này các bạn sai một thật ạ. À, bây giờ thôi mà bây giờ mọi người đừng buồn. Jin hứa là những cái hoạt động sau Jin sẽ tích cực và thấu hiểu mọi người hơn nữa. Thật ra là anh Jin cũng giỏi rồi, thật sự là cũng đã rất là giỏi so với mong đợi.